tư sư cho con hỏi bản kinh ngọn đèn sáng tỏ có phải trong kinh tạng của vật giáo nguyên thủy không vì con thấy trong kinh có nhắc đến vị bồ tát quán thế âm và qua bài kinh này cùng với bài kinh tương lai biến đổi con cảm nhận thấy những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống như dịch bệnh chiến tranh và tham dục của con người đang diễn ra đúng như lời trong hai bài kinh trên kính mong sư giải thích sơ qua hai bài kinh này À, thưa quý vị đó à, thì cái bài kinh này đây à, cái bài kinh này Được. phải nói lên. à có nhiều khi quý vị hỏi mà xưa ngán xưa không biết phải trả lời như thế không à, phải cái vấn đề là đáng lẽ là mấy cái này của gì không cần phải hỏi biết nhìn là biết nó có một cái như thế này. xin nhắc để quý vị nhớ nha. Thứ nhất, Đức Phật không chủ trương việc trì tụng một bài kinh nào mà nhờ đó mình thoát nạn. Nhớ dùm sư cái chuyện này. Mà thay vào đó mình phải hiểu và thực hành. Chứ không phải là mình cứ lôi cái bài kinh nào đó ra không có một cái chút giáo lý gì ở trong đó hết. Mà chỉ ở trong đó có vài câu khuyên là À, cứ tụng cái này đi tụng 5 biến, 10 biến, 108 biến là tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ rồi, rồi cứ thế mình nhào đầu vào mình tụng thì xin thưa đức Phật không hề chủ trương cái chuyện này nha. Nếu mà quý vị cứ tụng đi tụng lại thì xin thưa là nó nó không có giống Phật dạy mà nó giống mấy cái chú chú của những cái tôn giáo khác nó giống hơn. Cái thứ hai là trong kinh tạng Bali không có chuyện dụ dỗ và hù dọa. Dụ dỗ có nghĩa là sao? Như sư nói, cứ tụng đi, à, tụng 108 biến rồi hoặc là 306 biến hoặc là 500 biến hoặc 1.000 biến thì sẽ được cái này được cái kia. Không hề có. Đặc điểm của kinh tạng Bali là không hề có chuyện dụ dỗ. Đặc điểm thứ hai là kinh tạng Bali không hề có chuyện hù dọa, tức là nếu như uh, mà anh không tin là anh sẽ bị đuôi mù sức mẻ rồi sẽ phải uh, sanh làm uh, chó làm mèo làm heo làm chuột uh, rồi uh, thế này thế khác uh, kinh tạng bali không bao giờ có chuyện hù dọa như vậy ai tin thì người đó là người sáng mắt thấy được giáo pháp thực hành theo giáo pháp đó là chủ trương kinh tạng bali còn ai không tin thì thôi chứ không có chuyện là à, cứ tin đi tụng đi à, bao nhiêu biến đó à, là mình sẽ có phước phước lớn lắm còn mà không tin đó là phải à, xa đọa à, là phải thế này thế khác nhớ dùm không bao giờ có chuyện đó tức là dụ dỗ và hù dọa không có nha rồi đức phật không bao giờ chủ trương cái chuyện nương nhờ vào tha lực đặc biệt là một vị bồ tát nào bất kỳ bồ tát nào trong kinh tạng bali không hề có nha yeah. trong kinh tạng bali khi mà nhắc đến bồ tát là mặc nhiên chúng ta phải hiểu đó là đề cập đến một kiếp quá khứ nào đó khi đức phật còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ trong kinh tạng bali chỉ nhắc đến một bồ tát duy nhất đó thôi còn ngoài ra không hề có một vị bồ tát nào khác à, cho nên là quý vị cứ yên chí là bất kỳ một cái văn bản nào mà nhắc đến một vị bồ tát nào đó mà không phải là tiền thân của Đức Thế Tôn thì đó không thuộc về kinh Tạng Bali và cái gì không thuộc về kinh Tạng Bali thì ông sư hạnh tuệ đây không chịu trách nhiệm cho cái chuyện đó đúng hay sai nha khi mà quý vị đọc kinh Tạng nhiều á quý vị sẽ nhận thấy cái điều đó là cái ngôn ngữ ở trong kinh Bali mà dịch Việt rồi đó tức là mình không có đủ sức để mình đọc thẳng bản Bali để mình hiểu mình phải nhờ cái bản dịch của các vị trưởng lão thì khi mình đọc nhiều rồi đó mình sẽ nhận thấy một cái điều rằng cái ngôn ngữ trong kinh Bây giờ tôi đọc cái bản kinh tầm bậy là tôi đọc không cần so sánh tôi đọc cái là tôi biết cách thành văn cái cách là nó chặt lắc nó không đúng như cái cách hành văn vào thời Đức Phật Ví dụ bây giờ thì vậy. trong kinh Đức Tha Ba Lá tại sao có cái đoạn gì vậy? Bạch Đức Đức Phật Ngài dạy đời thế gian là, là là, vô thường hàng để đến sự vi diệt như vậy như vậy như thế nào là đờ, thế gian là vô thường hàng đi đến sự vi diệt mình thấy hỏi đi hỏi lại tại sao như vậy lặp lại để chi hồi xưa không có chữ viết chuyên miệng cho nên lặp đi lặp lại dễ nhớ đó là một trong những cái để mình nhận thấy đó còn nhiều lắm mình đọc tự nhiên mình thấy cái ngôn ngữ mình đọc nhiều hết thật là nhiều mình đọc y đọc lại cái mình nhận quen cái, cái, cách thành văn cũng như bây giờ mình đọc chuyện của nguyễn ánh ờ của của của, của một nhà văn nào đó nguyễn uh, gì đó cái gì cái nhận qua của ai ta <laughs> nguyễn ánh á thì tự nhiên mình quen cái cách thành văn của nguyễn nhật ánh mình hiểu mình bây giờ mà có một đoạn đó hả khởi có một vài ba trang đó mình không biết lấy từ cái chuyện nào mình không nhớ nhưng mà mình thấy cái lối hành văn mình thấy ủa cho giống giống người như cánh đó à, vậy còn ông tác giả khác hành văn khác cái cách lối hành văn cái cách giống như mình ví dụ như thời nhà thanh nhờ nhà minh mỗi thời nó có một cái phong tục tập quán rồi nó có một cái cách để nói chuyện giống như mình bây giờ giống như mà mình thấy không giờ xài tiền nè một k hai k năm k à, một một cũ hay cũ nhưng mà ba bốn chục năm trước làm gì có cái từ đó chính vì những cái từ không có trong thời đức phật nó làm cho mình thấy được à đây cái thời đại này không có dùng trong thời đại khác cái từ đó không có những cái ngôn ngữ này những cái ngôn ngữ này là không phải cái lối lập luận ở trong kinh điển vào 2500 nước vào trước vào thời Đức Phật. Tại vì với những từ đâu có đâu. Nó khác đi. Và mình đọc nhiều mình sẽ thấy. Còn trả lời bạn là cái chỗ à, nó mất rồi. sự à, biến là tức là dịch bệnh chiến tranh đâu đó trong kinh tạng chúng tôi đọc chúng tôi còn nhớ cái đoạn là khi mà con người ta làm quá nhiều ác nghiệp thì đơn giản là cái ác nghiệp nó sinh khởi nhiều quá thì trái đất nó các hành tinh thay đổi quỹ đạo không quý hậu sẽ thay đổi và uh, dịch bệnh chiến tranh sẽ nổ ra đó là cái điều tất nhiên rồi thì vô tình cái bài kinh nó, người ta chế ra nó có dính chấp tới thôi thì bắt trước mà nó đẻ ra tao trong kinh quý vị học toán quý vị biết tập hợp con tập hợp mẹ đó vậy đó. nó có nhưng mà không phải nó là nó là đúng nó có nhưng mà không phải nó là đúng